tôi đã nói rồi, khi nào là quay lại Nha Trang tôi sẽ thưởng thức lại bánh xèo của bà Tám. Bánh xèo của bà Tám ăn rất ngon. Mình đã nói là khi nào quay lại đây mình sẽ thưởng thức bánh xèo bà Tám ở lần hai. Ngon vãi. Bánh canh trứng này, bánh canh trứng nha anh em, rồi thành lên rồi. Đây là bánh canh trứng nha, ăn này mới đá này. Anh em ơi, em đã múc chưa?